Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh bất ngờ tiết lộ sẽ rút lui khỏi showbiz. Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã nghĩ đến việc sẽ rút lui khỏi làng giải trí để nhường đất phát triển cho thế hệ đàn em. Cụ thể, nam danh hài cho biết anh sẽ rời showbiz ngay khi hoàn thành tâm nguyện xây đền thờ tổ nghiệp. Để có thêm chi phí thực hiện nguyện vọng trên, Hoài Linh chấp nhận làm việc không ngơi nghỉ và nhận càng nhiều show càng tốt. Anh cũng không giấu lý do lao vào kiếm tiền với công chúng mà thẳng thắn chia sẻ mục đích là để hoàn thành tâm nguyện xây đền thờ tổ. Năm 2015, Hoài Linh khởi công xây dựng nhà thờ tổ tại khu đất rộng tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Sáu Bảnh chưa từng lên tiếng xác nhận kinh phí của công trình, nhưng theo dự đoán của nhiều người, con số này rất lớn. Tuy nhiên, danh hài từ chối mọi đóng góp của đồng nghiệp và giúp sức hoàn thành tâm nguyện bằng chính sức lao động của mình. Đây cũng là lý do mà trong suốt những năm qua, Hoài Linh lao vào những chương trình truyền hình thực tế và đóng nhiều phim điện ảnh khiến sức khỏe của anh bị ảnh hưởng. Hiện tại, nhà thờ tổ nghiệp đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để kịp chuẩn bị cho lễ giỗ tổ ngành sân khấu sắp tới. Bên cạnh đó, nam danh hài cũng vừa hoàn thành xong bộ phim điện ảnh mới mang màu sắc kinh dị. Điểm thú vị ở phim này là anh đóng một lúc ba vai và đồng thời phá lệ khi tiếp tục giả gái trên màn ảnh. Có thể nói, Hoài Linh là một trong số ít những nghệ sĩ vẫn giữ được độ nóng sau nhiều năm làm nghề. Các thông tin về nam danh hài luôn là tâm điểm quan tâm của công chúng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại!